sẽ xin giới thiệu các bạn sử dụng bếp Kipler Cook KL79IC. Đây là một sản phẩm bếp nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, do công ty phân phối ga Thủ Đức nhập khẩu và bán và phân phối. Bếp Kipler Cook KL79IC có là loại bếp một từ một không ngoại. Bếp được trang bị kính Scott sản xuất tại Đức, vát cạnh và mâm nhiệt IGO theo tiêu chuẩn châu Âu. Bếp được trang bị hai phần điều khiển riêng biệt cho hai bếp với các nút bấm cảm ứng an toàn và cực nhạy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử bên phần bếp từ. Đây là công tắc tắt mở của phần bếp từ. Chúng ta để tay vào 3 giây thì nó sẽ mở. Để đây tránh cái trường hợp khi mà trẻ nhỏ đụng vô thì nó sẽ không có mở, nó sẽ an toàn. Đây là mang tính chất an toàn. Rồi, sau khi bấm tắt mở, chúng ta bấm nút menu để chọn chức năng. Thì đây là chức năng nấu. Thì chúng ta đây là tăng. Tối đa nó sẽ là 2000W và tối thiểu là 300W. Từ này thì thời gian nấu rất nhanh, nhưng mà chỉ sử dụng được đối với những loại nồi nhiễm từ. Thì trên thị trường hiện tại thì các loại nồi inox bán tại thị trường hiện tại đều là những nồi nhiễm từ nấu được trên bếp từ. Thì đây là cái bếp nấu rất nhanh, bởi vậy nên nó rất là tiết kiệm điện. Với công suất 2000W, nấu 1 lít nước chắc khoảng chừng chưa đầy 1 phút là sẽ sôi. Còn bây giờ thì nước đã sôi. Thì ngoài các tính năng tắt mở, chọn chức năng nấu và tăng giảm, thì bếp KL79IC còn có chức năng hẹn giờ nấu. Khi muốn hẹn giờ, chúng ta bấm vào nút timer. Rồi, bấm nút tăng hoặc giảm để chọn thời gian. Thời gian sẽ tính bằng phút. Đây là giờ. Nếu mà chọn như vậy thì sau 2 phút bếp sẽ tự động tắt. Rồi, ngoài ra bếp còn trang bị phím lock để khóa. Sau khi bấm phím lock thì tất cả các chức năng trên các cái phím đều không bấm được. Thì cái này là để dành cho chúng ta khóa khi nhà có trẻ em. Thì nếu mà chúng ta bấm phím này thì vô tình các em đụng vô thì cũng không có sử dụng được cái bếp. Thì muốn mở khóa thì một là chúng ta đè phím lock khoảng 3 giây hoặc là tắt. Thì phím thì máy sẽ tự động mở khóa. Cái bếp từ mình sử dụng kính Scott. Thì khi chúng ta nấu, nước trong nồi có thể sôi ở 100 độ C. Nhưng khi đem nồi ra khỏi bếp thì mặt kính bếp vẫn không nóng, chúng ta hoàn toàn có thể đụng tay vào được. Ngoài ra bếp có chức năng hấp thụ nhiệt. Đây là nước sôi 100 độ. Chúng ta đổ ra mặt bếp thì mặt kính bếp sẽ hấp thụ hết nhiệt độ của nước. Nếu chúng ta đụng vào nước sẽ không có cảm giác nóng. Do chức năng là nó sẽ hấp thụ nước, kính Scott sẽ hấp thụ hết nhiệt ở trong nước để nước sẽ lập tức nguội và mặt bếp không nóng, chỉ có nước trong nồi nóng thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu về bếp phòng ngoại của con bếp KL79IC. Thì bếp phòng ngoại so với bếp điện từ thì đều có chung một cái chức năng điều khiển như nhau, đều là on off. Nhưng mà đặc biệt thì bếp phòng ngoại chúng ta có thể sử dụng được tất cả các loại nồi, từ nồi inox, nồi nhôm, nồi gan, nồi đất, nồi thủy tinh. Thì chức năng cái phương pháp mở thì cũng giống như bếp điện từ. Trước hết chúng ta bấm on off, sau đó chọn menu và tăng giảm. Thì đối với bếp phòng ngoại thì cũng tối đa là 2000W và tối thiểu là 200W. Đó, khi chúng ta mở bếp lên thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ lượng từ ở trong cái bếp nó sẽ tỏa lên. Đó, chúng ta sẽ thấy cái bếp sẽ đỏ. Các chức năng hẹn giờ và khóa trẻ em thì cũng đều như là bên phần bếp từ. Nhưng lưu ý khi sử dụng bếp có hồng ngoại thì khi mà bếp nóng thì cái mặt kính bếp nó sẽ rất nóng. Vì vậy nên chúng ta
khi bếp nóng nó sẽ báo cái hiệu cái đèn đỏ chỗ này, thì là lúc này thì mặt kính bếp đang nóng thì chúng ta hạn chế đụng tay vào. Khi nào mà cái đèn này nó tắt thì chúng ta sẽ vệ sinh cái bếp bình thường. Thì bên bếp phòng ngoại này á, thì ngoài cái chức năng nấu được tất cả các loại nồi thì mình cũng có thể sử dụng để nướng đồ ăn trực tiếp trên cái phần bếp này. Đó, chỉ cần để vỉ nướng lên, để đồ ăn lên thì mình sẽ nướng được. Đấy, mặt kính có thiết kế để chịu được mức nhiệt độ trên 800 độ C và chống sốc nhiệt. Đây là ví dụ, đây là nước lạnh, đây là mặt kính đang nóng, mình sẽ đổ nước lên. Đấy, bếp rất trực. Mặt kính chống sốc nhiệt. Nó bình thường những cái ly nước nóng mà để nước lạnh vô thì sẽ bị nứt, nhưng mà mặt kính này thì hoàn toàn yên tâm là thiết kế chống sốc nhiệt. Đó, các bạn thấy bếp rất nóng, nhưng mà đổ nước lạnh lên thì hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì.